đoàn Lao động quận 8 tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học năm học 2022-2023, triển khai chương trình hoạt động công đoàn năm học 2023-2024 vào chiều ngày 21 tháng 8. Đến dự có đồng chí Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Ngọc Diễm Lan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 8 cho biết, Liên đoàn Lao động quận hiện đang quản lý 74 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, khối trường học với 3.255 đoàn viên. Với chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, đã có 2.488 trên 2.080 sáng kiến của đoàn viên đăng nhập vào hệ thống phần mềm trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong đó, khối trường học có gần 1.100 sáng kiến của đoàn viên, giáo viên các trường học tham gia. 53 trên 53 đơn vị công đoàn cơ sở trường công lập tổ chức đại hội đạt tỷ lệ 100%. Qua đại hội, công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra 259 đồng chí ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở, 104 đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở khối trường học trực thuộc Liên đoàn Lao động quận 8. Trong năm qua, công đoàn quận 8 chăm lo hơn 160 triệu đồng cho 214 đoàn viên, giáo viên, người lao động khối trường học. Cấp công đoàn cơ sở trường học tự tổ chức chăm lo hơn 2.600 suất, số tiền hơn 780 triệu đồng. Tại chương trình, đồng chí Trương Công Hồ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 8 và đồng chí Dương Văn Dân, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, ký kết liên tịch giữa Liên đoàn Lao động quận 8 và phòng giáo dục đào tạo quận 8 giai đoạn 2023-2025 với nhiều nội dung như phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động, phối hợp trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của ngành giáo dục, tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác tổ chức cán bộ. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận 8 trao 3 cờ thi đua, 11 bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố cho các tập thể và cá nhân. Liên đoàn Lao động quận 8 trao giấy khen cho 47 tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc, đồng thời tặng bằng khen cho 6 tập thể hoàn thành tốt phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.